đình phản ứng. Thì mình có gì? C2H mấy? C2H4 tác dụng với brom. Đó, thì mình biết con này là ăn gì? Ken. Ồ, đúng rồi. Ăn ken thì có liên kết gì? Đôi, mấy liên kết không bền? Một thì cần bao nhiêu nguyên tử brom? Cần bao nhiêu khí brom? Vậy mình bắt đầu nè, một là viết kiểu này, hai là bắt đầu mình viết ra để mình thấy, mình viết ra để người ta thấy là có các tác dụng. Liên kết đôi nè, thấy chưa? H2 cộng brom. Bắt đầu nhìn nè, mấy liên kết không bền? Một, dục cái liên kết này chẻ ra hai bên, điền brom vô, điền brom vô, nhìn nè, 1 2 gạch điền brom, điền brom, điền H. Hiểu không?